Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đã đến thăm và chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3. Bày tỏ tình cảm trong Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết đã chúc các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, công chức viên chức của Học viện Chính trị khu vực 3 mạnh khỏe, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự đóng góp của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các cán bộ, quản lý chủ chốt của thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên và mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Học viện sẽ tham gia góp ý, hiến kế cho lãnh đạo thành phố trong các vấn đề cả lý luận lẫn thực tiễn. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, quyền giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Học viện phát triển thời gian qua. Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, lãnh đạo Học viện tin tưởng kỳ vọng Ban chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.